Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin có dấu hiệu Bộ trưởng Tô Lâm bị đồng chí chơi xỏ, ai đã ném đá giấu tay. Bây giờ ông Tô đang bị kẹt, ngay đổi mẫu hộ chiếu mới một lần nữa là thừa nhận bản thân vô trách nhiệm và vô dụng, đã để xảy ra sự cố hộ chiếu trên toàn cầu đối với Việt Nam. Còn nếu quyết định không đổi mẫu hộ chiếu theo như phía Đức chỉ ra thì áp lực rất lớn từ người dân muốn thị thực sang Đức mà các nước thì lần lượt từ chối. Quan chức nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam thường sang Đức khá nhiều, thế nào áp lực cũng đẩy lên tới Bộ Chính trị. Có người cho rằng sai sót ở tầm hộ chiếu mới là lỗi của Cục Quản lý xuất nhập cảnh, chứ không phải là lỗi của ông Bộ trưởng Tô Lâm. Tuy nhiên, dù là lỗi của cơ quan cấp dưới thì người đứng đầu ngành phải chịu trách nhiệm. Ví dụ như Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh cấp tỉnh CDC bị dính đến Việt Á thì không thể không quy trách nhiệm theo lên Bộ trưởng Bộ Y tế. Hay hiệu trưởng một trường bắt giáo viên tiếp khách các quan chức tại nhà hàng thì ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục không thể thoát khỏi trách nhiệm. Vụ làm sai ở Cục Quản lý xuất nhập cảnh thuộc quyền quản lý của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm không thể tránh được trách nhiệm đối với người dân cả nước. Và việc truy cứu là có thể sẽ diễn ra. Đây là hình ảnh mẫu hộ chiếu mới đang gây rắc rối cho ông Bộ trưởng Tô Lâm. Nhiều người đánh giá trong hộ chiếu mới thiếu nơi sinh là một lỗ cực kỳ sơ đẳng đối với cơ quan cấp hộ chiếu cho công dân. Nhiều người cho rằng chỉ cần bê nguyên mẫu hộ chiếu cũ, thay đổi màu sắc bìa hộ chiếu là xong, tại sao phải xóa nơi sinh để làm gì? Một số nhà phân tích thì cho biết đây là hành động cố tình để ông Bộ trưởng gặp rắc rối, không thể gọi là sai sót được. Vậy câu hỏi là ai đã cố tình chơi xỏ ông Tô Lâm? Theo thông tin được biết, đã có phản ứng từ Bộ Chính trị về sự thiếu trách nhiệm của ông Bộ trưởng Tô Lâm để xảy ra trong trường hợp như thế này. Và sự nghiệp của ông Tô Lâm thì lại đang tràn trề hy vọng được chám vào chỗ ông Chủ tịch nước nếu ông Chủ tịch nước bị chọc gốc. Bên trong nội bộ của Bộ Công an Việt Nam cũng lại đang nổi lên thế lực của ông cựu Bộ trưởng Trần Đại Quang. Thế lực này do em ông Quang là Thượng tướng Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ dẫn đầu. Hiện nay bộ ba liên minh gồm ông Trần Quốc Tỏ, Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Trọng Nghĩa đều đang tiến rất chắc. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa sẽ vào Bộ Chính trị trong nay mai, ông Nguyễn Hòa Bình đang nắm tay Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng trong thời gian tới. Còn ông Trần Quốc Tỏ, theo thông tin được biết thì phải đợi đến năm 2026 mới nắm được Bộ Công an. Đây là thời gian quá lâu, nếu không chiếm được chiếc ghế Bộ trưởng sớm sẽ đêm dài lắm mộng. Biết đâu trong 3 năm tới, tương quan lực lượng trong Bộ Công an không còn như ngày hôm nay. Ông Tỏ cũng khá vội vã và cơ hội trong cuộc chiến giành vị trí đứng đầu Bộ trưởng. Đây là hình ảnh ông Trần Quốc Tỏ được cho rằng đang nhắm vào chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công an đầy quyền lực. Thực ra có ý kiến cho rằng vụ cấp hộ chiếu mới là có người cố tình chơi ông Bộ trưởng Tô Lâm, cố tình đạp đổ uy tín của ông Tô trước Bộ Chính trị. Đây là ý kiến rất có cơ sở nên không thể xem thường. Hiện tại người ta cho rằng ngay trong Bộ Công an muốn chơi xỏ anh Tô chứ không phải người bên ngoài. Mà chơi kiểu này là hình thức ném đá giấu tay, rất khó phát hiện ai đã làm, liệu cố ý hay vô tình. Hiện trong Bộ Công an không chỉ có phe cánh Trần Quốc Tỏ mà còn khá nhiều phe cánh khác. Có phe không mục đích vì ghế bộ trưởng, vì chưa đủ tầm mà chỉ để ném đá giấu tay, lâu lâu lại chọc gậy vào bánh xe để ông Tô Lâm gặp họa và giúp người khác vượt lên. Đây là hình ảnh luôn phò ông Tổng nhưng luôn luôn tự gây rắc rối cho mình, đó là ông Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Phải nói rằng ông Tô Bộ trưởng có rất nhiều kẻ thù trong ngành, kẻ thù trong đảng, kẻ thù trong Bộ Chính trị và thậm chí còn có kẻ thù ở nước ngoài. Vì vâng lệnh ông Tổng vô điều kiện mà hiện nay Đức Slovakia đang rất có ác cảm với ông Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam. Nói về sự tàn bạo, sự lạnh lùng trong nghiệp vụ thì ông Tô Bộ trưởng có thừa. Tuy nhiên, nói về sự khôn ngoan trên chính trường thì ông Tô dường như đang thiếu. Ông Tô rất non trong các cuộc cạnh tranh nên đã bị đồng chí ném đá giấu tay, làm mất uy tín mà không biết ai đã ra tay. Thế mới đau. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin ông Tổng hất ông Chủ tịch ra rìa, dấu hiệu của trận đánh úp bắt đầu. Chùm cuối Việt Á cho tới nay người ta xác định có đến hai nhân vật.
một lông thủ bị dính đến thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và cũng có thể là cố ý trái nếu ông Tô Lâm cho điều tra lòi ra dấu hiệu này. Ông chủ tịch thì lại bị vạ nặng bởi phu nhân của ông ta liên quan đến đường dây trục lợi kit xét nghiệm hàng nghìn tỷ đồng. Ông thủ thì thế mạnh không dễ gì quật được, còn lại ông chủ tịch sức lực cạn yếu là đối tượng ông Trọng chọn để tấn công. Mục đích là ép ông chủ tịch phải cáo lão về hưu sớm hơn nhiệm kỳ quy định. Với ghế chủ tịch, ông Tổng đã từng hất ông Trần Đại Quang theo cách rất khác, cách rất đột ngột mà không ai có thể ngờ. Vì vậy, ông chủ tịch nước hiện nay cần phải hết sức cẩn thận hơn. Trên hình ảnh, ông chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đang trong thế rất bí. Một số hoạt động gần đây của ông chủ tịch nước đã làm dấy lên lời đồn rằng ông Tổng đã dần dần kiểm soát và tiến tới giam lỏng ông chủ tịch trong những ngày gần đây. Cụ thể là vào sáng ngày 25 tháng 7, Ban chỉ đạo xây dựng nhà nước pháp quyền họp lần 4. Ban này do ông chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc đương nhiệm làm chủ thủ trưởng và trưởng ban. Do vậy, ông Phúc thường xuyên đứng chỉ đạo điều hành cuộc họp. Tham dự có đầy đủ các ông như Phạm Minh Chính, Vương Đình Huệ, Tô Lâm, Phan Đình Trạc, Nguyễn Hòa Bình, Lê Minh Chí v.v. là các thành viên trong ban này. Sau đó, Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị quân chính toàn quân 6 tháng vào đầu năm 2022. Thành phần chủ chốt tham dự có 3 ủy viên Bộ Chính trị là Phạm Minh Chính, Phan Văn Giang, Lương Cường. Ông Chính chỉ đạo hội nghị, còn ông Giang thì chủ trì hội nghị. Cần phải biết rằng Quân ủy Trung ương có bí thư là ông Nguyễn Phú Trọng, phó bí thư là Phan Văn Giang và các ủy viên là Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Minh Chính, Lương Cường, Nguyễn Tân Cương, Võ Minh Lương. Đặc biệt, ông chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc không có mặt trong hội nghị này. Đây là một dấu hỏi rất to rằng chuyện gì thực sự đang xảy ra giữa ông Tổng và ông chủ tịch nước đây. Việc bị loại khỏi hội nghị này đã xác nhận rằng Nguyễn Xuân Phúc không còn nắm được quân đội như đồn đoán trước đó. Mặc dù thực tế cho thấy tờ báo Quân đội Nhân dân gần đây rất tích cực đưa tin về vị chủ tịch nước tham vọng này, đã đến lúc Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo Trung ương cũng cần đặt câu hỏi tại sao báo Quân đội Nhân dân lại dành quá nhiều đất cho ông chủ tịch nước. Đây là hình ảnh ông Tổng Trọng vẫn đang làm chủ cuộc chơi. Được biết, chiều ngày 25 tháng 7, Phó Chủ tịch tổ chức gặp mặt đại biểu bà mẹ Việt Nam anh hùng nhân dịp kỷ niệm 27 tháng 7. Thành phần hội nghị có Lê Khánh Hải, chủ nhiệm văn phòng, chủ tịch và Đỗ Căn, thượng tướng, phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Hai ngày trước đó, Văn phòng Trung ương Đảng cũng đã tổ chức một buổi lễ tương tự, gặp mặt 75 đại biểu có công, tiêu biểu. Thành phần tham dự có Tô Lâm, Phan Văn Giang, Vũ Đức Đam, tức là đại diện của bên Văn phòng Chính phủ, và không có Nguyễn Xuân Phúc. Từ những sự kiện trên cho thấy rất rõ dấu hiệu Nguyễn Xuân Phúc dường như đang bị đặt vào tầm ngắm và loại dần ra khỏi các cuộc chơi, chờ ngày lên thớt. Nhiều tin đồn đoán nói rằng ông Phúc chắc chắn sẽ bị kỷ luật, ở mức nào mà thôi và có bị bắt hay không, và chắc chắn là ông Phúc sẽ phải rời chức chủ tịch nước vào tháng 9 năm 2022. Đây là nội dung được chia sẻ. Đây là hình ảnh ông Trần Đại Quang đã từng không có cách chọn cuộc chơi và rời cuộc chơi như thế nào mà đã bị chết đột ngột. Nếu tin đồn trên là đúng, ông Phúc còn một tháng để lật ngược lại thế cờ hoặc chấp nhận một giải pháp tạm được, giống như Nguyễn Tấn Dũng là về hưu được đảm bảo tài sản và đảm bảo con rể vẫn tiếp tục tiến thân. Số phận của ông chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc cũng dường như đã được định đoạt và tứ trụ đấu đá nhau dữ dội. Chủ tịch nước có thể sẽ phải rời sớm cuộc chơi. Không biết ông Phúc có được chọn cách rời cuộc chơi hay không. Tuy nhiên, Trần Đại Quang thì lại không được quyền chọn cách rời cuộc chơi như ông ta đã mong muốn.